trong sốc tim. Kính thưa các thầy cô và kính thưa các anh chị quý đồng nghiệp, phần trình bày của em với cái tiêu đề là tái tiến máu mạch vành ngay lập tức và trì hoãn trong sốc tim. Phần nội dung trình bày xin tóm gọn lại trong 4 nội dung chính. Thứ nhất là về chẩn đoán và phân loại sốc theo quan điểm của các bác sĩ về mặt can thiệp tim mạch. Cái thứ hai là vấn đề về chiến lược tái tiến máu mạch vành ngay lập tức và trì hoãn. Cái điểm thứ ba là một số cái câu hỏi đặt ra cho đối với bác sĩ can thiệp tim mạch và có liên quan trực tiếp đến vấn đề hồi sức bệnh nhân sốc tim. Và cái vấn đề cuối cùng là nhắc đến một số cái biện pháp hỗ trợ huyết động cơ học trong sốc tim do nhồi máu cơ tim. Phần một là khái niệm và chẩn đoán. Như chúng ta đã biết rằng là bệnh tim thiếu máu cục bộ là cái nguyên nhân gây ra trong 80% các trường hợp sốc tim. Trong đó thì sốc tim là biến chứng chiếm khoảng 5 đến 10% các trường hợp có nhồi máu cơ tim cấp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các trường hợp mà có nhồi máu cơ tim cấp. Biến chứng sốc tim thì gặp có xu hướng là nhiều hơn ở các nhóm bệnh nhân có nhồi máu cơ tim ST chênh lên so với cái nhóm mà không có ST chênh lên. Tuy nhiên, một khi đã là sốc tim thì cái tỷ lệ tử vong sẽ là rất cao ở cả hai nhóm, cho dù là có chênh lên hay là không chênh lên. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều tiến bộ trong vấn đề hồi sức, vấn đề về hỗ trợ huyết động, vấn đề về tái tế máu bằng phương án là can thiệp mạch vành qua da, phẫu thuật bắt cầu nối trụ vành. Thế tuy nhiên là cái tỷ lệ tử vong giảm không đáng kể và có thể lên tới 4-60%, thậm chí là có thể lên trên 80% cho các trường hợp bệnh nhân có biến chứng cơ học. Quay trở lại vấn đề về phân loại sốc tim thì cái sự đồng thuận của các bác sĩ về mặt can thiệp tim mạch đưa ra 4 cái khái niệm. Cái hiện thứ nhất là vấn đề về tụt huyết áp và nhịp tim nhanh. Lưu ý đến cái chỉ số huyết áp tâm thu lúc vào viện và theo dõi trong vòng 1 giờ, chỉ số huyết áp trung bình, chỉ số nhịp tim và có một cái chỉ số rất hay là khi bệnh nhân vào viện với cái chỉ số nhịp tim tối đa là lớn hơn so với chỉ số huyết áp tâm thu thì đấy là một trong dấu hiệu rất nặng của bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Cái khái niệm thứ hai là về vấn đề giảm tế máu mô liên quan khi bệnh nhân thỏa mãn được một trong các tiêu chuẩn sau bao gồm chỉ số lactat trên 2, chỉ số nước tiểu nhỏ hơn 720 ml trong vòng 24 giờ, chỉ số creatinine tăng trên 0,3 mg, vân vân. Và tương tự như vậy chúng ta có khái niệm về tình trạng xấu đi của bệnh nhân nhồi máu cơ tim sốc tim, tình trạng sốc kháng trị. Thế trên các cái tiêu chí trên ấy, thì hiệp hội Sky người ta phân ra sốc tim cho thành 4 thành 5 giai đoạn. Cái này người ta dùng khái niệm là giai đoạn, không dùng khái niệm độ, bởi vì một bệnh nhân vào viện trong bên cạnh của nhồi máu cơ tim thì có thể vào trong một cái giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C, nhưng mà rất nhanh chóng có thể tiến chuyển thành cái sốc điển hình, thậm chí là một cái sốc mức độ rất nặng. Thì tương ứng với các giai đoạn là step A, B, C, D và E thì đó là các cái tiên lượng về cái tỷ lệ tử vong trong viện và cái tỷ lệ tử vong các trung tâm hồi sức. Với cái giai đoạn là step E là extremis thì cái tỷ lệ tử vong có thể lên tới xấp xỉ khoảng 70%. Về cái tiên lượng bệnh nhân sốc tim liên quan đến cái biến cố là bệnh nhân có ngừng tuần hoàn hay không thì chúng ta thấy rằng là biến cố ngừng tuần hoàn ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim là một biến cố tiên lượng rất xấu và nó gợi ý một nó hướng đến một cái tiên lượng rất xấu và cái tỷ lệ tử vong là rất cao. Cùng là một cái giai đoạn là step D hay step E nhưng mà nếu có biến cố ngừng tuần hoàn thì cái tỷ lệ tử vong có thể thay đổi từ 60-80%. Tiếp theo là cái tiên lượng của bệnh nhân sốc tim liên quan đến cái nguyên nhân gây sốc. Thì cái nguyên hàng đầu gây sốc tim đó chính là cái hội chứng bệnh cấp. Và sốc tim do hội chứng bệnh cấp có tiên lượng xấu nhất, sau đó đến sốc tim do suy tim và sốc tim do một số nguyên nhân khác không phải là nhồi máu cơ tim và không phải là suy tim. Cái phần thứ hai là bàn về cái tái tế máu mạch vành ngay lập tức hay trì hoãn. Thì như chúng ta thấy rằng là ở với bệnh nhân bệnh nhồi máu cơ tim mà có sốc tim. Em xin phép được trình bày tiếp tục phần trình bày của mình. Vâng, về cái chiến lược quản lý bệnh nhân nhồi máu cơ tim do sốc tim thì như các thầy đã biết rằng là với bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng sốc tim thì hai cái thông tin mà bác sĩ hồi sức tim mạch rất quan tâm là cái chỉ số về chức năng tim và cái thứ hai là các cái hình ảnh giải phẫu của cái tổn thương động mạch vành. Và từ đó phải phân biệt được là cái cơ chế của sốc tim nó nằm ở một trong hai nhóm. Cơ chế thứ nhất là do tổn thương cơ tim nặng, tức là cơ chế của suy bơm. Cơ chế thứ hai là do cái biến chứng cơ học. Thì vì hai cái cơ chế này sẽ quyết định cái chiến lược tổng thể trong việc xử lý bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim. Với trường hợp bệnh nhân có cái biến chứng cơ học thì người ta đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các cái biện pháp hỗ trợ về mặt huyết động sớm có thể triển khai rất nhanh tại phòng hồi sức như là hỗ trợ của bóng đối xung động mạch chủ. Và việc giải quyết của bệnh nhân nó sẽ nằm ở hai nhóm. Nhóm thứ nhất là vấn đề về tái thông động mạch vành. Và cái thứ hai là sửa chữa các bất thường về mặt giải phẫu như là thủng mạch liên thất, hở van hai la cấp hay là vỡ thành tự do. Còn đối với cái nhóm mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim sốc tim do suy bơm thì cái chiến lược tái tế máu động mạch vành lại là ưu tiên hàng đầu, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ về mặt hồi sức để tối ưu hóa việc hồi sức và cải thiện tỷ lệ tiến lượng cho bệnh nhân. Việc một câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tái tế máu mạch vành ngay lập tức ở tất cả các cái trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim hay là các biện pháp điều trị nội khoa đơn thuần để bệnh nhân thoát sốc. Sau khi bệnh nhân thoát sốc thì các cái biện pháp tái tế máu sẽ có hiệu quả hơn.
Thì cái câu hỏi này nó được trả lời trong cái nghiên cứu sốc được đăng trên tạp chí New England từ năm 1999. Thì kết quả cho thấy rằng là khi theo dõi cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày đầu tiên ở cái nhóm mà có can thiệp tái thương mạch vành so với nhóm điều trị nội khoa, thì thấy rằng là tuy nó có khác biệt nhưng sự khác biệt này là không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà khi so sánh tại cái thời điểm 6 tháng thì thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến cố tim mạch ở cái nhóm mà có can thiệp tái thông động mạch vành là thấp hơn ở so với cái nhóm mà chỉ điều trị hội chứng khoa đơn thuần. Và đây chính là cái cơ sở dữ liệu nền tảng để Hội Tim mạch học châu Âu năm 2018 đưa ra cái khuyến cáo là tái tê máu động mạch vành cấp cứu là được chỉ định ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng sốc tim, bất chấp là nhồi máu cơ tim có chênh lên hay không chênh lên, bất chấp là thời điểm vào viện là bệnh nhân nhồi máu cơ tim là ở giờ thứ mấy. Cái phần thứ ba là cái chiến lược tái tê máu trong sốc tim do nhồi máu cơ tim. Cái này có thể liên quan nhiều hơn đến cái quyết định của các bác sĩ can thiệp, tuy nhiên nó lại có một cái sự liên quan rất đặc biệt tới cái việc hồi sức bệnh nhân nói chung. Có bốn câu hỏi lớn về chiến lược tái tê máu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim. Mà câu hỏi đầu tiên là chúng ta sẽ can thiệp bằng can thiệp mạch vành qua da hay là tiến hành phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có sốc tim. Thì cái câu trả lời này đã được trả lời được trong cái nghiên cứu là nghiên cứu về sốc năm 1999. Thì thấy rằng là khi so sánh giữa hai nhóm là phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành và PCI, thì khi phân tích một cái subgroup là những cái trường hợp được tái thông thì thấy rằng là không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót, tỷ lệ tử vong ở các cái nhóm mà can thiệp bằng can thiệp mạch vành qua da hay là CABG. Tuy nhiên, xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện nay với sự phát triển rất mạnh của cái tim mạch can thiệp, sự hỗ trợ của các dụng cụ hỗ trợ huyết động cơ học, thì can thiệp mạch vành qua da vẫn là xu hướng chung được áp dụng cho hầu hết tất cả các bệnh nhân, và phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành trên thực tế được tiến hành rất ít với nhiều lý do, đặc biệt là vấn đề triển khai một cái phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành ở bệnh nhân sốc tim là rất khó khăn, và cái tiên lượng của bệnh nhân sốc tim là rất nặng bởi vì cái tuổi cao là một cái yếu tố rất nhiều ảnh hưởng đến cái quyết định là chúng ta có nên tiến hành phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành hay không. Thì một cái câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về cái đường vào mạch máu trong can thiệp của bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim. Thì như chúng ta đã biết rằng là Hội Tim mạch học châu Âu đã khuyên cáo với những trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà không có sốc thì can thiệp qua đường mạch quay đã được ưu tiên hàng đầu. Cái này đã có dữ liệu rất rõ ràng. Tuy nhiên ở cái nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim ý, thì cái can thiệp qua đường mạch quay hay can thiệp qua đường mạch đùi vẫn là một vấn đề còn tương đối tranh cãi. Chúng ta duy nhất chỉ có một dữ liệu từ một cái phân tích tổng quan và thống kê hệ thống với cái cỡ mẫu xấp xỉ khoảng 3.600 bệnh nhân để so sánh giữa việc can thiệp qua đường mạch quay và can thiệp qua đường mạch đùi, đâu sẽ là cái đường can thiệp phù hợp hơn đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim. Thì cái kết quả này đã được đăng trên tạp chí New England vào năm 2017. Và kết quả cho thấy là khi người ta so sánh một loạt các cái khái niệm về tiêu chí như là cái tỷ lệ điều trị thay thế thận, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, hay là xét về tiêu chí gộp như là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và điều trị thay thế thận, thì kết quả để cho thấy rằng là xét về cái tỷ lệ tử vong thì thấy rằng ở cái nhóm thì thấy rằng là cái tỷ lệ điều trị thay thế thận ở cái nhóm mà thì thấy rằng là ở cái nhóm mà can thiệp qua đường mạch quay á, thì cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày và cái tỷ lệ xảy ra biến cố tim mạch là thấp hơn so với đường qua đường mạch đùi. Như vậy là ngay cả trong trường hợp nhồi máu cơ tim mà có sốc tim thì cái tiếp cận qua đường mạch quay vẫn là cái con đường tiếp cận mà được ưu tiên hơn theo như khuyến cáo của Hội Tim mạch học châu Âu. Tuy nhiên là trên thực tế là không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể tiếp cận qua đường mạch quay, bởi vì là với cái trường hợp mà sốc tim ý, thì cái kỹ thuật tiếp cận qua đường mạch quay không phải trường hợp nào cũng tiến hành được. Và cái thứ hai là những cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim mà có sốc tim, tổn thương mạch vành thường rất phức tạp và cái kỹ thuật chúng ta áp dụng đôi khi cần những dụng cụ kỹ thuật rất lớn và can thiệp qua đường mạch quay có thể là không phù hợp. Và khi đó các bác sĩ can thiệp sẽ phải có một cái chiến lược chủ động chuyển từ mạch quay sang can thiệp qua đường mạch đùi nếu như tổn thương giải phẫu phức tạp và hoặc là cái kỹ thuật qua đường mạch quay mà nó làm cho cái chuyện tiếp cận với đường mạch máu là quá khó khăn và nó kéo dài cái thời gian cửa bóng là thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện cho đến khi được tái thông mạch vành nhiều lên. Với cái câu hỏi thứ ba là cái lựa chọn mạch vành được tái thông thì đã có một cái thời kỳ rất dài người ta đã tranh luận về chuyện là chúng ta chỉ tái thế máu mạch vành thủ phạm hay là can thiệp mạch vành thủ phạm kèm theo các cái mạch vành khác mà có hẹp có ý nghĩa. Với cái cơ sở lý thuyết là nếu chúng ta tái tê máu mạch vành được càng nhiều càng tốt thì cái cơ tim nó có cơ hội hồi phục nhiều hơn, thì đấy là cái cơ sở lý luận mà có hai cái luận điểm người ta đưa ra. Tuy nhiên là cái nghiên cứu sốc năm 2017 để so sánh trực tiếp giữa việc là tái thông mạch phủ phạm và can thiệp toàn bộ những cái mạch vành hẹp có ý nghĩa đã đưa ra kết quả cho thấy là khi so sánh về cái tiêu chí là tỷ lệ điều trị thay thế thận, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hay xét về tiêu chí gộp thì thấy rằng là cái
tiêu chí là xét về tiêu chí gộp ấy, thì cái nhóm can thiệp mạch thủ phạm thôi nó có nhiều lợi ích hơn so với việc chúng ta can thiệp đồng loạt rất nhiều nhánh mạch vành. Những mạch vành nằm có hẹp có ý nghĩa thì đều can thiệp. Cái tiêu chí thứ hai là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, thì thấy rằng là can thiệp chỉ mạch thủ phạm thôi thì lại có cái tỷ lệ tử vong là thấp hơn so với việc là chúng ta can thiệp nhiều mạch. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề chúng ta lo lắng rất nhiều về viện dùng quản quang quá nhiều có thể gây ra tình trạng suy thận, thì thấy rằng là không có sự khác biệt về tỷ lệ điều trị thay thế thận ở hai cái nhóm là can thiệp mạch thủ phạm và can thiệp nhiều mạch. Khi so sánh về các yếu tố an toàn, đặc biệt là vấn đề về đột quỵ và chảy máu thì cũng không thấy có sự khác biệt. Và cái nghiên cứu này đã đưa đến một cái kết luận, đó là cái việc can thiệp mạch thủ phạm ấy, nó đem lại nhiều lợi ích hơn so với cái chuyện là chúng ta can thiệp cùng lúc rất là nhiều nhánh. Và Hội Tim Mạch Học Châu Âu năm 2018 đã đưa ra khuyến cáo là nếu chúng ta lựa chọn phương án là can thiệp mạch vành qua da là phương án tái thông thì chỉ can thiệp mạch thủ phạm. Còn nếu những trường hợp bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành thì tùy theo tình huống và hầu hết các trường hợp là người ta sẽ tiến hành tái thông mạch thủ phạm và các nhánh mạch vành mà hẹp có ý nghĩa kèm theo. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến chuyện chiến lược can thiệp là chúng ta có nên can thiệp tổn thương thuyên tắc mạng tính trong hội chứng vành cấp hay không, thì có một cái luồng ý kiến cho rằng là cái chuyện can thiệp cái tổn thương CTO trong hội chứng vành cấp sau một tuần kể từ thời điểm can thiệp mạch thủ phạm có thể đem lại những lợi ích nhất định cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có sốc tim. Tuy nhiên là cái thử nghiệm Explorer được đăng trên tạp chí New England đã đưa ra một cái câu trả lời, đó là khi nghiên cứu trên 400 bệnh nhân để so sánh với chuyện là chúng ta chỉ can thiệp mạch thủ phạm hay can thiệp mạch thủ phạm kèm can thiệp tổn thương tắc mạng tính sau một tuần, thì thấy rằng là không giúp cải thiện thêm chỉ số chức năng tâm thu thiết trái, chỉ số thiết thiết trái cuối tâm trương, và khi so sánh về tỷ lệ biến cố tim mạch thì thấy rằng là cũng không có sự khác biệt. Như vậy là chúng ta không nên can thiệp tổn thương thuyên tắc mãn tính trong hội chứng vành cấp ngay trong tuần đầu tiên, mặc dù là cái việc can thiệp tổn thương thuyên tắc mãn tính sau một tuần có thể là an toàn, tuy nhiên hiệu quả là không được thấy, ngoại trừ một trường hợp là khi người ta phân tích một cái subgroup là can thiệp tổn thương CTO ở vị trí động mạch liên thất trước thì có như là nó cải thiện được cái chỉ số thất trái cuối tâm trương và cải thiện một phần con số thông máu của thất trái. Và phần cuối cùng là nhắc đến một số cái biện pháp hỗ trợ về mặt huyết động cơ học trong nhồi máu cơ tim do sốc tim. Thì đối với bác sĩ can thiệp, việc rất quan trọng là phải ổn định tình trạng huyết động, bởi vì việc tái thông mạch vành sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nếu như tình trạng huyết động của bệnh nhân không được kiểm soát, và vai trò của các cái biện pháp hồi sức nội khoa kết hợp với các biện pháp hỗ trợ về mặt huyết động là rất quan trọng. Thì quay trở lại với cái phân loại giai đoạn của Sky về sốc chia thành 5 giai đoạn, thì với giai đoạn kể từ giai đoạn C là chúng ta đã rất cần các cái biện pháp hỗ trợ về mặt huyết động cơ học. Tuy nhiên là với những yếu tố kể cả về mặt lâm sàng, về mặt chức năng tim và địa tâm đồ, các bác sĩ lâm sàng cần phải biết tiên lượng bệnh nhân ngay khi bệnh nhân ở giai đoạn step B, nếu có nguy cơ tiến triển hoặc là trong quá trình theo dõi tiến triển đến mức độ sốc nặng hơn thì các biện pháp hỗ trợ huyết động cơ học cần phải thực hiện sớm ngay lập tức để hỗ trợ cho các biện pháp về mặt tái tế máu. Chúng ta có những lựa chọn nào về việc hỗ trợ về mặt huyết động? Chúng ta có AIBP, có Impella, có Tandem Heart và có VA ECMO. Có rất nhiều cái điểm khác biệt về cơ chế và các đặc tính của các cái biện pháp hỗ trợ huyết động, nhưng mà để ý nhiều hơn đối với sốc tim đó là vấn đề về cải thiện công lượng tim. Thì tương ứng với nó, AIBP là khoảng từ 0 đến 1 lít và cao hơn là Impella, là Tandem Heart và VA ECMO với cái khả năng hỗ trợ công lượng tim lên đến khoảng 2 đến 7 lít trên phút. Thì trên thực tế ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới thì có hai cái biện pháp hỗ trợ huyết động cơ học được dùng nhiều hơn cả, đó là AIBP và VA ECMO. Với cái hệ thống bóng nối xung động mạch chủ là cái biện pháp hỗ trợ huyết động cơ học mà đã từng được kỳ vọng rất nhiều và được triển khai rất nhiều tại Viện Tim mạch Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai, và cụ thể là tại phòng C1 tim mạch, bệnh nhân có thể được đặt bóng nối xung động mạch chủ rất sớm và tiến hành chụp mạch vành qua da để xét can thiệp. Với rất nhiều cái ưu điểm của bóng nối xung động mạch chủ, đặc biệt là đây là một thiết bị được trang bị khá phổ biến, có thể tiến hành rất nhanh tại phòng hồi sức, tại phòng mổ hoặc là phòng thông tim, và có thể rất cơ động cho việc vận chuyển bệnh nhân với cái chi phí không quá cao. Và xét về mặt cơ chế thì AIBP được cho rằng là có khả năng cải thiện huyết áp tâm trương, cải thiện được cái vấn đề về tái tế máu trong quá trình chúng ta đang tiến hành các cái thủ thuật về mặt tái thông mạch vành. Cho nên đối với bác sĩ can thiệp thì AIBP là một kỳ vọng rất lớn, có thể giúp tạo ra một bước ngoặt lớn đối với nhiều bác cơ tim mà có sốc tim. Tuy nhiên là cái thử nghiệm về sốc là AIBP sốc được đăng trên tạp chí New England vào năm 2012 thì cho chúng ta thấy rằng là khi so sánh một loạt các tiêu chí bao gồm cả tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái nhập viện, tỷ lệ tắc stent, tỷ lệ đột quỵ, kể cả những vấn đề về nhiễm trùng, thì thấy rằng là chúng ta thấy không hề có sự khác biệt giữa nhóm có sử dụng bóng nối xung và không có bóng nối xung. Như vậy thì cái nghiên cứu này đã chấm hết, đặt dấu chấm hết cho vấn đề về AIBP hay chưa? Thì câu trả lời là AIBP vẫn là một lựa chọn vô cùng hữu hiệu trước can thiệp đối với những trường hợp là tổn thương mạch vành phức tạp và nguy cơ cao, ví dụ như là bệnh nhân tổn thương ở thân trung động mạch vành, tổn thương ở những vị trí chi nhánh của động mạch liên thất trước và động mạch mũ, sự cần phải sử dụng các biện pháp rất là phức tạp và thời gian để tái tế máu là rất dài, thì cái biện pháp hỗ trợ AIBP có thể triển khai rất nhanh và nó có
vai trò nhất định trong việc hỗ trợ các bác sĩ can thiệp trong vấn đề tai tiếng máu. Thứ hai là cái nhóm bệnh nhân có huyết động ở mức ranh giới, bệnh nhân không dùng vận mạch và đang dùng vận mạch đều thấp, việc triển khai IVP với ưu điểm là vô cùng nhanh chóng thì có thể hỗ trợ một phần rất quan trọng cho việc hồi sức và can thiệp cho bệnh nhân. Cái biện pháp hỗ trợ huyết động là ECMO, mà cụ thể đối với sốc tim là via ECMO có một vai trò rất quan trọng, và đây được kỳ vọng là biện pháp cao nhất, tốt nhất để hỗ trợ huyết động đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim, với khả năng hỗ trợ công lượng tim lên từ khoảng 2,5 cho đến tận 7 lít trên phút. Thì cái nghiên cứu về ECMO trên đối tượng nhồi máu cơ tim sốc tim ra đến một kết quả là khá là khả quan. Tuy với cơ mẫu tương đối nhỏ, chia thành hai nhóm được sử dụng và không được sử dụng, vai trò của ECMO kèm theo tai tiếng máu mạch vành thì thấy rằng là ở cái nhóm mà có sử dụng ECMO thì nó cải thiện được hơn là cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày so với cái nhóm mà không sử dụng ECMO. Khi tiến hành các cái phân tích hồi quy đơn biến và đa biến để xem được đâu là yếu tố tiên lượng cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim, thì người ta thấy rằng là tuổi tác cao, các yếu tố về suy tim, mức độ nặng, yếu tố về dòng chảy sau can thiệp ở mức nhỏ hơn tim, nhỏ hơn hoặc bằng tim I2 và tình trạng sốc rất nặng là những cái yếu tố tiên lượng cái nguy cơ tử vong ở cái nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có sốc tim. Tổng kết lại phần trình bày của em thì thấy rằng là nhồi máu cơ tim và sốc tim là một biến chứng rất nặng với cái tỷ lệ xảy ra khoảng chừng 5-10%. Khi đã có sốc tim thì tỷ lệ tử vong khoảng chừng 4-60%. Nếu kèm theo biến cố cơ học, tỷ lệ có thể lên tới khoảng chừng 80%. Các biện pháp hỗ trợ về mặt huyết động cơ học có vai trò rất quan trọng cho việc hỗ trợ hồi sức bệnh nhân và hỗ trợ cho việc can thiệp. Tai tiếng máu động mạch vành là rất cần thiết và phải tiến hành càng sớm càng tốt, với điều kiện là phải đảm bảo về mặt huyết động. Và trong tai tiếng máu mạch vành thì ưu tiên tai tiếng máu mạch vành thủ phạm sẽ được ưu tiên để lựa chọn bằng phương án là can thiệp mạch vành qua da. Những trường hợp can thiệp mạch vành qua da là không khả thi thì phẫu thuật bắt cầu nối trụ vành sẽ có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới thì cái việc tiến hành phẫu thuật bắt cầu nối trụ vành cấp cứu ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim vẫn chưa được tiến hành nhiều, và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu và đánh giá thêm cái hiệu quả thực sự của phẫu thuật bắt cầu nối trụ vành so với việc can thiệp qua da ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có sốc tim. Và cuối cùng là xin chân thành cảm ơn các thầy cô.